Ồ, chào các bác nhá. Đây, giới thiệu các bác đây nhá, một giống gà tây choay nhá. Chai chai. Đã lớn rồi nhá. Con này được khoảng 15 ngày tuổi nhá. Khá là đẹp rồi các bác. Các bác nào sợ uống thì gà tây. Các bác nào sợ uống thì có thể nuôi luôn con này. Về có thể là uống qua rồi có thể thả được luôn nhé. Bác nào có nhu cầu vui lòng liên hệ nhé. 0986041099 nhé. Cảm ơn các bác nhé. Xem video.